Quyển 40 thứ 15 Bồ Tát Địa phần đầu trì du già xứ phẩm 10 trì giới 1. Sao gọi là trì giới ba la mật đa của Bồ Tát? Ốt Đà Nam thuyết: Tự tánh tất cả khó, tất cả môn thiện sĩ, tất cả chủng toại cầu, hai đời vui thanh tịnh. Chín chủng tướng như vậy, đây gọi lược nói giới. Có chín chủng tướng giới gọi là trì giới ba la mật đa của Bồ Tát: một tự tánh giới, hai tất cả giới, ba khó hành giới, bốn tất cả môn giới, năm thiện sĩ giới, sáu tất cả chủng giới, bảy thỏa mãn mong cầu giới, tám đời này đời khác vui giới, chín thanh tịnh giới. Một tự tánh giới của Bồ Tát được nói đầy đủ có bốn công đức gọi là tự tánh giới của Bồ Tát. Những gì là bốn? Một, chánh thọ tưởng người; hai, ý vui thiện tịnh; ba, đã trái phạm trở lại thanh tịnh; bốn, kính trọng sâu chuyển nhớ nghĩ khẩu phạm. Do chư Bồ Tát chánh thọ tưởng người, nơi học giới đã thọ học, nếu có phạm bên ngoài thấy người sành hổ thẹn sâu tàm. Do chư Bồ Tát ý vui thiện tịnh, nơi giới đã thọ học, nếu có phạm bên trong tự quán chiếu sanh hổ thẹn sâu quý. Nếu chư Bồ Tát ở nơi các học xứ phạm rồi được trở lại thanh tịnh, phải nên kính trọng sâu chuyển nhớ nghĩ không phạm lỗi ban đầu. Có hai nhân duyên xả lìa các việc ác, đó là Bồ Tát chánh thọ tưởng người như vậy, ý vui thiện tịnh làm chỗ nương nên sanh khởi tàm quý. Do tàm quý năng khéo giữ gìn giới đã thọ, do khéo giữ gìn giới đã thọ nên xa lìa các việc ác. Lại ở trong đây, hai pháp chánh thọ tưởng người và ý vui thiện tịnh dẫn phát hai pháp đã hủy phạm trở lại thanh tịnh và kính trọng sâu chuyển nhớ nghĩ không phạm. Lại ở trong đây, do ba pháp chánh thọ tưởng người, ý vui thiện tịnh và kính trọng sâu chuyển nhớ nghĩ không phạm khiến Bồ Tát không hủy phạm tịnh giới đã thọ. Do một pháp đã hủy phạm trở lại thanh tịnh khiến Bồ Tát đã phạm rồi lại ra khỏi. Như vậy Bồ Tát đầy đủ bốn công đức tự tánh giới vì chân chánh thọ theo học, theo đó tu học năng lợi mình cũng khiến lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, vì so thường tất cả thế gian trời người khiến được nghĩa lợi, được lợi ích an lạc nên biết tức là tịnh giới diệu thiện. Vì nhiếp thọ vô lượng sở học của Bồ Tát nên biết tức là tịnh giới vô lượng. Vì hiện tiền năng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình nên biết tức là tịnh giới nhiều ích tất cả hữu tình. Vì nhiếp thọ tùy cho quả vô thượng chánh đẳng bồ đề nên biết tức là tịnh giới năng thu được quả lợi ích thù thắng rộng lớn, đây gọi là tự tánh giới của Bồ Tát. Hai, tất cả giới của Bồ Tát được có hai phần giới của Bồ Tát: một, phần giới của người tại gia; hai, phần giới của người xuất gia, đây gọi là tất cả giới. Lại nương theo hai phần tịnh giới tại gia xuất gia, đây tóm được có ba loại: một, luật nghi giới; hai, nhiếp thiện pháp giới; ba, nhiều ích hữu tình giới. Luật nghi giới: chư Bồ Tát thọ bảy chủng biệt giải thoát luật nghi, đó là giới bí xô, giới bí xô ni, giới chánh hợp, giới xà di, giới xà di ni, giới cận sự nam, giới cận sự nữ. Bảy chủng như vậy nhiều chỗ thích hợp nên biết nương theo hai phần tịnh giới của tại gia xuất gia, đây gọi là luật nghi giới của Bồ Tát. Nhiếp thiện pháp giới: trừ Bồ Tát sau khi thọ luật nghi giới, thần ngự ý tu tập thiện pháp, tất cả sở hữu chỉ vì đại Bồ Tát gọi chung là nhiếp thiện pháp giới. Việc đây thế nào? Trừ Bồ Tát ý giới an trụ giới, đời phần từ tu chỉ quán vui ở một mình tình cần tu học. Đối với bậc tôn trưởng, mọi lúc đều tinh cần tu tập các nghiệp hòa kính như chắp tay, đứng dậy tiếp đón, hỏi thăm lễ bái cung kính. Cũng tức là đối với bậc tôn trưởng siêng tu tập việc cung kính. Đối với người tật bệnh, Bồ Tát thường rót ân cần chăm sóc, hầu hạ phục dịch. Đối với những bậc thuyết diệu pháp, thành lòng tán thán, lành thay. Đối với chúng sanh có công đức, thành lòng tán thán. Đối với tất cả phước nghiệp của tất cả hữu tình, trong mười phương cõi giới, dùng ý lạc thù thắng khởi tâm tịnh tín, nói lời tùy hỷ. Đối với lỗi trái phạm của người, tư duy quyết trạch hàn nhẫn, đem tất cả thiện căn thần ngữ ý đã làm chưa làm hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, lần lượt phát khởi vô số chánh nguyện, đem tất cả chủng thượng diệu đầy đủ cúng dường Phật pháp tăng, hằng thường dõng mãnh tinh tấn tu tập các phẩm thiện pháp, nơi thần ngữ ý an trụ không phóng dật, nơi các học xứ chánh niệm chánh biết chánh hành phòng thủ mật hộ căn môn, nơi việc ăn biết lượng, đầu đêm cuối đêm thường tỉnh thức tu hành, gần gũi bậc thiện sĩ nương tựa bạn lành, nơi lỗi mình đã phạm
quan sát sâu kỹ, rõ biết thấy sâu quá thất, đã chiếu soi, rõ biết thấy quá thất rồi, ở nơi giới chưa phạm, truyền ý phòng hộ, giữ gìn. Nếu đã phạm, thì đối trước Phật Bồ Tát, bạn đồng phát trí tâm như phát phát lộ hối trừ. Hết thành phạm như vậy, khiến dẫn nhiếp hộ trì tăng trưởng các thiện pháp giới. Đây gọi là nhiếp thiện pháp giới của Bồ Tát. Nhiều ích hữu tình giới, nên biết giới đây được có 11 tướng. Những gì là 11, chư Bồ Tát đang dẫn nhiếp lại cho các hữu tình, làm bạn trợ giúp nơi các sự nghiệp của họ. Như vậy cho đến đối với các hữu tình phát khởi tật bệnh đau khổ, Bồ Tát cũng làm trợ bạn. Lại chư Bồ Tát đương theo nghĩa lợi ích thế gian suốt thế gian mà vì hữu tình thuyết các pháp yếu. Trước phương tiện thuyết như lý thuyết, sau khiến người kia đạt được nhiều nghĩa lợi ích. Lại chư Bồ Tát khéo nghĩ nhớ tri ân đối với các hữu tình đã ban ân, tùy chỗ thích hợp hiện tiền báo đáp. Lại chư Bồ Tát đều năng cứu với các hữu tình, khiến xa lìa các sợ hãi khi gặp nạn sư tử, cho sói, quỷ mị, giặc cướp nước lửa. Lại chư Bồ Tát khéo vì các hữu tình bị hao tổn tài bảo, quyến thuộc mà khai giải, khiến họ lìa ưu buồn áo não. Lại chư Bồ Tát xem thấy các loại hữu tình bị thiếu thốn các tạp vật nuôi thân, đều thí cho tất cả. Lại chư Bồ Tát thuận theo đạo lý, lấy đây làm chỗ nương, nhờ pháp lãnh đạo đủ chúng. Lại chư Bồ Tát thuận theo sự việc, lời nói thế gian như đến đi mời gọi, đàm luận chúc mừng an ủi. Tùy lúc mà đi mà đến mà thần cận, từ người thọ nhận các thứ vật thực uống ăn, đều xa lìa tất cả việc năng dẫn vô nghĩa, hiện hành ý chống trái lẫn nhau. Đối với những việc khác, tâm đều theo đó tùy chuyển. Lại chư Bồ Tát hoặc ẩn hoặc hiện đều hiển thị công đức chân thật, khiến các hữu tình hoàn hỷ tinh tấn học theo. Lại chư Bồ Tát đối với người phạm lỗi phát khởi tâm gần gũi, ý vui muốn làm lợi ích an lạc cho kia, vì muốn khiến kia ra khỏi các việc bất thiện, an đạt nơi thiện, nên dụng phương tiện điều phục của trách trị phạt đuổi bỏ. Lại chư Bồ Tát dùng lực thần thông, phương tiện thị hiện địa ngục cùng hình trạng của các đường ác, khiến các hữu tình khởi tâm hy hữu kỳ lạ, do nhân duyên đầy nhàm chán ra lìa bất thiện. Đối với thánh giáo Phật, phương tiện dẫn dắt khiến họ nhập vào, tin vui hoàn hỷ, siêng tu tránh hạnh. Sao gọi là Bồ Tát trụ luật nghi giới, trụ nhiếp thiện pháp giới, trụ nhiều ích hữu tình giới, khéo phòng hộ luật nghi giới, khéo tu tập nhiếp thiện pháp giới, khéo hành tất cả mọi việc để nhiều ích hữu tình giới. Chư Bồ Tát lúc trụ luật nghi giới biệt giải thoát, xả ngôi chuyển luân vương mà xuất ra, không đái hoài vương vị như vứt bỏ cỏ mục dơ bẩn. Giả sử có người nghèo cùng, vì mạng sống mà từ bỏ hàm muốn thấp kém, cầu sinh xuất gia, không nghĩ đến các thứ hữu dục hạ liệt. Việc xả bỏ đây không như ý là thánh tịnh của Bồ Tát xả bỏ ngôi vị luân vương mà xuất gia, không đái tưởng đến ngôi vị tối thắng trong tất cả loài người. Lại trừ Bồ Tát trụ luật nghi giới ở đời vị lai, tùy thọ hưởng diệu dục nơi vương cung, mà không sanh vui thích, cũng không mong cầu từ bỏ tất cả để tu hành phạm hạnh nơi các diệu dục kia. Hãy còn quán ra như thật, hãy còn thú nhập vô số sự sợ hãi rộng lớn, hà huống các dục khác. Lại chư Bồ Tát khi đã xuất gia, đối với chủng chủng lại dưỡng cung kính thượng diệu hiện tiền, mà hữu tình tôn quý dâng cúng, dùng tránh tuệ quán sát, xem nhiều đồ nôn mửa chưa từng đắm trước mùi vị của chúng, hà huống đối với lợi dưỡng cung kính hạ liệt do hữu tình thấp kém đem lại. Lại chư Bồ Tát thường vui hạnh viễn ly, hoặc một mình ở tịnh xứ, hoặc ở trong chúng, tất cả thường chuyên tâm xa lìa tịch tĩnh mà trụ, không chỉ nơi luật nghi thì là, mà sanh vui đủ, y giới trụ giới, siêng năng tu tập vô lượng đẳng trì của chư Bồ Tát, vì muốn dẫn phát chứng đắc tự tại. Lại chư Bồ Tát, tuy sống với chúng hỗn tạp mà không vui tạo tác, cho đến chút phần bản luận, ở chốn viễn ly không khỏi chút phần các tầm từ ác, nếu do thất niệm khiến các ác tầm từ và bàn luận bất chánh tạm thời hiện khởi, để thấy rõ lỗi gây hại của chúng, và khởi ăn năn hổ thẹn mãnh lợi, nhanh chóng an trụ chánh niệm ở nơi kia, khiến tâm không quay lại đường cũ, do nhân duyên đây bèn có khả năng phát hiện ngần dứt. Như vậy vì thường tập quen phòng hộ tâm, nên đối với sự sanh khởi hiện hành của các ác tầm tư bàn luận bất chánh kia, lúc trước nhập vào sanh nhiều vui thích, thì nay không nhập vào cũng không vui thích, lại năng trái nghịch, khiến chúng hồng hiện khỏi.